iCamera xin giới thiệu đến các bạn chiếc ba lô đựng máy ảnh Canon E5 dành cho máy ảnh Canon, Nikon và Sony. Ba lô có lớp xốp dày giúp chống sốc cho máy ảnh và lens. Bên trong chia thành nhiều ngăn to nhỏ khác nhau phù hợp với nhiều loại máy hay ống kính. Bên cạnh ba lô còn có dây treo giúp bạn có thể mang theo chân máy một cách tiện lợi và an toàn. Ba lô được làm từ chất liệu vải ni lông chống thấm nước tốt. Ngoài ra còn đi kèm với một chiếc túi chống nước cho ba lô khi gặp trời mưa. Mặt lưng ba lô được thiết kế thoáng khí, giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái dù đeo ba lô trong thời gian dài. Màu cam nổi bật và trẻ trung của chiếc ba lô Canon E5 sẽ giúp bạn trông thật phong cách và cá tính. Để đặt hàng, các bạn vui lòng truy cập website iCamera hoặc gọi ngay đến hotline của chúng tôi